Em xin chào các bác nhé. Đấy, thì em lên sóng thanh lý nhanh cho các bác cái con máy mát à, con máy xay. Đấy, tí lại nhầm con máy mát xa. Thì đây là con máy xay hàng nội địa Nhật các bác nhá. Ở đây thì em có một cái con này và một cái con này. Đấy, còn nó dao của con này thì nó là dao inox các bác nhá. Dao inox thì siêu bền. Nó em cho nước test thử thứ rồi, hàng chạy ok ngon lắm. Dày lắm. Cái cốc thủy tinh của nó rất là dày. Và nó sẽ làm nhiều cái cạnh các bác này, nó làm nhiều cạnh để các cái đồ ví dụ như là hoa quả rồi các thứ nó va đập vào đây nó sẽ nhuyễn hơn. Đó, mình có thể xay các loại như là rau má này, cà rốt rồi táo, ổi, chuối. Nói chung là tất cả các loại hoa quả các bác mà muốn làm sinh tố nhá, cho vào đây. Bơ biếc, sầu riêng, sinh tố bơ, sinh tố sầu riêng. Đấy thì mình cho vào đây, sinh tố táo, sinh tố dưa hấu, thứ cho hết vào đây. Đấy, các bác cho kèm tí đá vụn nó đập đá nhỏ cho em nhá, đập tí đá vụn nhỏ cho vào đây. Kèm theo với cả hoa quả cho vào, bơ biếc bánh cho sữa thứ vào bánh ăn ngon lắm. Đó, máy hàng của Nhật. Máy hàng nội địa Nhật các bác nhá. Đấy. Con này thì em thử thì hiện tại là vẫn thấy chạy ngon. Còn cái ông tướng này thì em thử thì chả thấy nó vào điện gì cả, chả biết lý do tại sao luôn. Đấy, cắm điện thì nó cũng chả vào. Thì bác nào mà biết kỹ thuật thì về mình thử kiểm tra và sửa cho em con này xem. Con này nó là một con máy xay nhưng mà nó kiểu xay bằng lưỡi dao này. Lưỡi dao mà dao phẳng. Đây. Nó kiểu dạng bào các bạn. Nó kiểu dạng bào sợi. Đấy, ví dụ như mình muốn bào cà rốt này, bào sợi cà rốt hay là bào miếng này, thái miếng này thì cho vào đây. Đấy. Các cái này thì mình cũng có thể tháo ra nhưng mà em đang dùng một tay nó hơi khó nhá. Dùng một tay nó sẽ hơi khó tháo. Đây các bác này, này em phải dùng hai tay tháo ra. Này đây là cái cốc của nó, mình có thể mang đi rửa giấy vệ sinh được các bác nhé. Đó. Cho dao vào này. Rồi đậy cái lắp lại lên này. Đấy. Hiện tại thì em thử đây là có nút đây nhưng mà bấm nó không được các bạn. Nó kiểu như bị khóa hay cái gì. Bấm nó không xuống được. Đấy thì em báo giá luôn. Con này thì để các bác là 300k. Còn con này thì thanh lý luôn cho các bác giá là 50. Về các bác kiểm tra nhá. Đấy 50.000, 300.000. Bác nào mà chốt thì alo em nhá. Số điện thoại đặt hàng là 0966 594581 hoặc số 0979 891682. Những con máy xay như này bình thường đang bán của nó là toàn là 490 cả 500 mấy. Nhưng mà em đợt này em xả hết cho các bác giá rẻ lắm. Không bán máy xay nữa, xả hết cho các bác. Có 300.000 thôi. Đấy con này thì 50.000. Bác nào lấy thì alo em nhá. Rất khỏe các bạn, rất là khỏe. Đó, thì bác nào mà chốt thì alo em nhá. Xin chào các bác.